Sau Hoàng Nhật, nó để xin kính chào tất cả các bác. Em lên sóng mấy con bếp từ Ngon Bổ Rẻ nha. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ. Đây em có 4 cái con bếp từ của Nhật, điện 100V, em bán là 500.000 một chiếc nhé. Giá 500.000 một chiếc. Đây. Bếp bảo hành 6 tháng, chạy ngon lành cành đào. Đây là con 1 này. Đây là con này em để số 1, mặt mũi rất là đẹp này. Đấy nhé. Đây. Con này 700W. Đấy. Tất cả các hàng này đều made in China hết các bác nhé, kể cả lọc khí hay là máy rửa bát hay là cái gì đó. Thì các bác nhìn thấy nó China là từ hàng Trung Quốc, nhưng mà điện 100V nó vẫn là hàng Nhật đấy các bác. Tất cả các bếp này đều hoạt động ngon lành nhé, em cũng không cắm điện làm gì vì đang 4 cái liền một lúc nên không cắm điện. Các bác nào lấy em yên tâm em test. Đây, con này cũng 700W. Bếp công suất nhỏ vừa phải, dùng cho xong nồi vừa phải thôi ạ. Đấy, chiếc này có cả khóa cho em này. Đấy, tình trạng này, mặt mũi nói chung là ok. Con này 1.000W. Đấy, 1.000W thôi nhé. Giá bán thanh lý thôi ạ. Có những cái mặt hàng mà bán nhiều khi nó không được chạy thì phải bán. Đây, con này có 1.000W. Tất cả đều hoạt động ngon lành, bảo hành 6 tháng hết ạ. Giá 500.000 một chiếc, chưa có phí vận chuyển. Các bạn nào lấy thì các bạn liên hệ nhé. Rất là rẻ, bếp từ Nhật. Tất cả đều đi kèm dây từ các bạn nhé. Đây là dây từ hết này. Dây từ em đang cất trong kia, em không lấy ra nhé. Dây từ chống đổ nồi. Bọn bếp Nhật này nấu rất là tiết kiệm điện. Công suất 700W nhưng mà nấu khá là nhanh. Cũng không chậm như các bác nghĩ đâu. Nấu xong nồi vừa phải thôi. Nên các bạn là thích to hơn thì lấy hai cái này là 1.000W này. Dành nấu các cái xoong nhỏ rồi đun ninh hầm ăn lẩu thì nó cũng rất là tiện, tiết kiệm điện không hại đến đường dây điện nhé. Bếp tàu từ Nhật thì toàn 2.500W nhưng mà cái hiệu suất của nó rất là yếu, nhưng cái bếp từ đơn của Nhật thì nó công suất cực đại của nó cũng chỉ đến 1.300-1.400 là kịch thôi các bạn, không bao giờ có con bếp từ đơn nào mà nó to hơn cả. Nếu riêng hàng Nhật nó chỉ vậy thôi, điện một pha nó chỉ vậy, còn nếu điện to hơn thì nó phải sang 200V rồi. Các bác dùng những bếp từ này nó không hại đường dây điện ở nhà, rất an toàn. Nhà em cũng nấu thường xuyên mà. Chào các bạn.